Chương trình này được bảo trợ bởi Buổi sáng sẽ lại hấp dẫn với món sausage mập muffin with egg thơm ngon của McDonald's Hiện nay bạn có thể được hai bánh này để ăn sáng chỉ tốn 4 đồng rưỡi Long Factory 714 444 9999 Thách bạn so sánh Như Hiền và Lê Thái xin mến chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Cà phê sáng cuối tuần phát trên hệ thống của Đài truyền hình Lido Sài Gòn TV băng tần 56.10, 14.2 trên website tv com và chúng tôi cũng đăng live trên Facebook và chiếu lại trên YouTube. Và kết thúc quý vị, ngày hôm nay là ngày thứ bảy, ngày 25 tháng 9 năm 2021. À, một lần nữa thì Lê Thái gửi lời chào đến quý vị đang theo dõi chương trình cũng như là em gửi lời chào đến chị Như Huyền. Cảm ơn Lê Thái và chị chào hả? Lê Thái. Chị khỏe, Lê Thái khỏe không? Dạ, khỏe. Tôi nói có hai, hai đứa là nói với nhau vào buổi sáng rồi thưa quý vị. Dạ, Đầu tiên đó là ngày hôm nay, như Huyền kính chào tất cả quý vị đang theo dõi chương trình Cà Phê Sáng ngày hôm nay. Và chào Lê Thái. Và ngày hôm nay, thời tiết cũng như là nó nóng hơn mà, từ 2 cho tới 3 ngày này, nóng hơn nhiều thưa quý vị. Nhưng mà cái nhiệt độ ở Westminster ngày hôm nay cao nhất chỉ có 78 độ mà thôi. Nhưng mà... Ờ, cái trời thời tiết vẫn nóng là tự vì cái cái hơi ấy nó vẫn nóng thưa quý vị và mùa thu mùa thu cũng sắp tới rồi nên vì vậy mà quý vị thấy như huyền với lê thái bắt đầu sắp mặc đồ chuyển qua của fashion mùa thu dạ thưa vâng. quý vị và uh, hy vọng những là cái tuần tới thì trời nó sẽ mát hơn và có cái khí không khí của mùa thu hơn là cái mùa hè hiện tại bây giờ thì nhiên vẫn cảm thấy như là mùa hè vậy đó dạ vâng ừ. À, nếu như mà không có gì thay đổi thì chúng ta đã chính thức là bước sang thu rồi ừ. chứ không phải không đâu nhưng mà tại vì nó còn kéo một số cái khí hậu từ ở mùa hè nó kéo dài cho đến mùa thu và cũng thời gian này cũng là thời gian chúng ta cũng sắp đổi giờ đúng không chị Như Huyền? Khoảng hiện? chừng tới November, tháng dạ, 10. Dạ, là cũng khoảng còn vài tháng nữa thì chúng ta cũng đổi giờ và dạ. đến tháng 10 này thì chúng ta cũng đón chào ngày, ngày lễ uh, Halloween, một cái là ngày lễ mà hầu như là rất rất là nhiều trẻ em rất là yêu thích ngày đó mà chẳng những là không phải trẻ em không mà người lớn cũng thích đúng không chị dạ yeah. <laughs> vâng và kính thưa quý vị cũng như thường lệ thì trong chương trình cà phê sáng cuối tuần như hiền và lê thái vẫn đưa đến quý vị những cái thông tin uh, rất là thân quen trong đời sống của chúng ta và uh, khi mà quý vị gặp lê thái và như hiền thì chúng tôi vẫn đưa đến quý vị những thông tin giải stress trong những ngày cuối tuần và ngày hôm nay thì đầu tiên lê thái đưa đến với quý vị một cái thông tin về đất nước ấn độ thưa quý vị như quý vị cũng đã biết thì uh, đất nước ấn độ là một trong những đất nước mà nam trọng nữ khinh và cái vấn đề mà hiếp dâm cưỡng hiếp này nọ nó, nó vẫn diễn ra thường xuyên từ xưa đến nay và cho đến ngày hôm nay nó vẫn tiếp diễn và cũng rất là nhiều cái phong trào người ta uh, giống như là người ta biểu tình để mà người ta phản đối lại những cái kẻ hiếp dâm này và phản ứng lại với lại cái giới chức uh, trách của ấn độ những cái nhà cầm quyền của ấn độ là tại sao mà cái tội phạm của đất nước này nhất là tội phạm hiếp dâm mà vẫn cứ tồn tại sau bao nhiêu cái uh, cái uh, cái lời mà người ta buộc tội mà giới chức thẩm quyền của ấn độ người ta vẫn răng đe mà không có đủ mạnh uh, đối với những cái tội phạm mang tội hiếp dâm và giết người nữa thưa quý vị uh, và kết thúc quý vị thông tin ngày hôm nay Lê thái đưa đến quý vị là thông tin về một cái nam thanh niên đã bị truy truy tố tội cưỡng truy tố tội cưỡng hiếp thưa quý vị à, bất thành nhưng lại được tại ngoại à, anh phải là giặt cái quần áo giặt mũi quần áo cho 2.000 phụ nữ trong làng trong suốt 6 tháng đó là một cái hình phạt mà đất nước Ấn Độ người ta đã đưa ra cho cái anh này khi mà anh này cái phạm cái tội cưỡng hiếp một người phụ nữ À, và theo anh cảnh sát uh, Santos Kumasai là một cái người cảnh sát ở huyện Mahubadi uh, bang Bihar cho biết rằng là cái tội phạm này anh tên là Lalan Kuma 20 tuổi, làm nghề giặt quần áo thuê, đã bị bắt hồi tháng tư vừa qua kính thưa quý vị, vì bị cáo buộc cưỡng hiếp nhưng mà bất thành uh, vào tòa án hôm ngày hôm 22 tháng 9 vừa qua thì đã phán quyết là cái anh Kuma này được tại ngoại nhưng mà với điều kiện là anh phải mua cái bột giặt và các vật dụng cần thiết để mà giặt và ủi đồ miễn phí cho khoảng là 2.000 phụ nữ ở trong cái làng May Hơn trong vòng 6 tháng và tất cả các phụ nữ trong làng người ta đều hài lòng với cái phán quyết của tòa án à, theo cái người là nasima katun là cái người đứng đầu hội đồng làng người ta nói như vậy và kính thưa quý vị hiện chưa rõ cái thời gian diễn ra cái phiên tòa tiếp theo đối với kuma là như thế nào nhưng uh, theo ông mà uh, canton cho biết là một trong quan chức trong làng người ta nói rằng là sẽ giám sát kuma và cái phán quyết này nó mang tính lịch sử và sẽ thúc đẩy sự tôn trọng đối với phụ nữ và bảo vệ phẩm hành của họ ở trong cái um, cuộc sống của người dân Ấn Độ, nhất là người phụ nữ trong cái cuộc sống của người Ấn Độ. À và phụ nữ trong làng cho biết rằng cái phán quyết nó có tác động tích cực khi biến tội phạm đối với những người phụ nữ trở thành à, cái chủ đề bàn tán trong làng. Và luật chống cư hiếp của Ấn Độ đã được sửa đổi sau cái vụ nữ sinh y khoa bị hiếp dâm ở New Delhi gây chấn động vào năm 2012 thưa quý vị. Tuy nhiên thì một số vụ phạm tội ở vẫn mức cao với 28.000 vụ cưỡng hiếp được báo cáo chỉ trong năm 2020 và cảnh sát từ lâu bị cáo buộc là không hành động đủ để ngăn chặn cái tội phạm bạo lực và không đưa các vụ tấn công tình dục ra tòa và chỉ răng đe quá nhẹ so với cái mức phạt mà à, của tất cả các nước người ta dành cho những cái tội phạm liên quan đến tội cưỡng hiếp hoặc là tội phạm giết người giết người cưỡng hiếp xong rồi giết cái gì Quá, yeah. quá, kênh ở ấn độ không bao giờ liên tục xảy ra những cái vấn đề đó hay lê thái ha. Vâng. cảm ơn lê thái rất là nhiều và tuần vừa rồi ở tại pháp thưa quý vị quý vị nào mà có đi thăm uh, ở dòng sông sense với là, là ở tại uh, thác Eiffel thì tuần trước những cái đám đông đã đứng ở xung quanh những cái đường ở dọc sông sense rất là nhiều để xem uh, một chàng trai một người là performer đã uh, tên là Nathan Pauling đã đi bộ trên cái, cái sợi dây chút xíu mà cái sợi dây này gọi là liner thưa quý vị. đã được nối từ bên uh, ở từ cái tháp Eiffel cho đi qua bên một cái tòa nhà uh, ở nhà hát gọi là Charlotte và cái đường cái sợi dây này kéo dài tới 600 m thưa quý vị. Đó là Nathan Pauling, người Pháp đã đi bộ trên cái đường dài 600 m từ tháp Eiffel cho tới nhà hát Charlotte bằng một cái sợi dây chút xíu như quý vị đã thấy ở trên hình như vậy và anh ta chỉ đi mất trong vòng nửa giờ mà thôi và anh ta đã đạt được cái kỷ lục này từ năm 2019 à, và cái sáng kiến này là do một số nhà tổ chức của vũ công và biên đạo múa của người Pháp là Richard Omendem tổ chức bởi nhà hát Charlotte và buổi biểu diễn Diễn ra vào thứ Bảy và Chủ Nhật Và những người đứng xung quanh đó đã Vỗ tay và rất là cổ vũ Anh chàng này Và anh ta, anh ta là Nathan Đã đi được cái đoạn đường dài Mà khi đến cái nửa đường Anh ta đã ngồi xuống Và cũng đã múa performer Như là một cái siết vậy đó thưa quý vị Cho tất cả mọi người xem Và những người đứng xung quanh đã cổ vũ anh ta Và Pauline đã treo lơ lửng Ở độ cao 70 mét So với mặt đất và chuyến công của Poland đã tạo thành một phần lễ kỷ niệm của Paris trong những ngày di sản ở châu Âu và sự ra mắt của Olympic văn hóa và bao gồm một số biểu diễn khác của các nghệ sĩ Pháp. Và theo trang web của Pauline Nathan cho biết là anh ta đã đạt được một số kỷ lục thế giới và đi bộ dài nhất của anh ta là một cái đường cao và cái một cái đường dài 1.662m trên độ cao là 300m tại Circuit de Traverse một trên một dãy núi của Maxil Central ở miền nam của nước Pháp và anh ta cũng đã đạt được kỷ luật đó đây không phải là lần đầu tiên mà Nathan Poling đã đi ở trên một cái đường rất một cái sợi dây rất là cao như vậy và Pauling cũng bắt đầu và anh ta bắt đầu cái cái nghề này vào năm 2011 thì anh ta nói rằng khi mà đi như vậy thì cảm giúp cho anh ta một cái sự bình yên trong nội tâm và cái balance cái sự cân bằng và cái sự focus khi mà anh ta đi bộ ở trên cái sợi dây như vậy cái đó chỉ có những người mà được train giống như là siết rồi hả lê thái hả dạ yeah, nếu <laughs> rất mà là khó. Chúng ta mà đi trên một cái sợi dây như vậy mà giữ thân bằng em nói một đoạn khoảng chừng một mét thôi là đã một đoạn hay là đã, 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 đã té rồi <laughs> mà đây anh đi một đoạn hơn một ngàn mét thì chúng ta biết là coi như là anh có một cái sự luyện tập rất là dẻo dai cũng rất như là là rất dễ là dễ. lâu trong khoảng thời gian rất là lâu cũng như là với cái tinh thần của anh với lại cái giống như <laughs> cái ý chí trung. phải tập trung rất là nhiều yeah. cũng như là người ta phải không sợ độ cao. Chỉ gặp mà mấy người mà ừ. sợ độ cao là thôi coi như là đi trên đây là coi như là té trước khi mà người ta di chuyển rồi. rồi. Rất là rồi. sợ rồi Nhưng một số người người ta lên một cái độ cao khoảng tòa nhà khoảng chừng vài tầng thôi là người ta đã sợ rồi, người ta không dám nhìn xuống dưới. Đúng rồi. huống hồ chỉ một cái độ độ cao mà chúng ta thấy giống như là cái sáu 600 m như vậy quá cao luôn. Yeah, rất mà đã game. đi bộ trên đó rất là cái này phải có cái sự tập trung cao độ với làm chủ cái cơ thể của mình nhưng mà thiệt ra cái đó cũng phải là cái khiếu chứ như mình tập trung với là làm chủ cơ thể mình đâu đi được đâu dạ <laughs> yeah. à, cảm ơn chị Như Huyền đã đưa đến thông tin trong ngày hôm nay à, và kính thưa quý vị bản tin vừa rồi đã kết thúc phần 1 cà phê sáng cuối tuần Như Huyền và Lê Thái xin quý vị hãy giữ màn hình chúng tôi sẽ quay trở lại sau phần quảng cáo những thông tin thương mại của đài